Thưa quý vị, những ngày qua, câu chuyện bắt buộc hay không bắt buộc đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự, xe mô tô, xe máy đang được dư luận quan tâm. Trong đó, đa phần người dân và chuyên gia kiến nghị việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy nên được chuyển sang hình thức mua tự nguyện thay vì bắt buộc, do việc triển khai chi trả bồi thường trên thực tế còn gây khó khăn cho người dân và chưa phát huy hết giá trị của chính sách này. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Cũng giống như rất nhiều người dân khác, anh Trần Văn Phúc trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, năm nào cũng bỏ khoảng 60.000 đồng để mua bảo hiểm bắt buộc cho xe máy. Với anh, việc mua bảo hiểm bắt buộc cho xe máy để đảm bảo điều kiện đi đường, tránh bị cảnh sát giao thông xử phạt. Tôi là bảo hiểm xe máy thì cuối cùng là cũng để đối phó với cơ quan chức năng. Là mỗi khi cảnh sát giao thông có đợt ra quân kiểm tra giấy tờ thì thủ tục hợp lệ. Chứ còn mà va chạm giao thông thì thường là tự hai bên tự giải quyết và đền bù với nhau. Theo thông tư 04/2021 của Bộ Tài chính, mức phí bảo hiểm xe máy dưới 50 phân khối, xe mô tô 3 bánh là từ 55.000 đồng đến 319.000 đồng một năm. Mục đích sử dụng của bảo hiểm xe máy bắt buộc là bồi thường cho nạn nhân bị gây ra tai nạn bởi xe đã mua bảo hiểm. Tuy nhiên, thiệt hại của các vụ va chạm xe máy thường thấp, không đủ động lực để người dân thực hiện các thủ tục đòi bồi thường. Cộng thêm việc thiếu hiểu biết về thủ tục đòi bồi thường, tâm lý ngại mất thời gian phiền hà, nhiều người chọn cách bỏ tiền túi để giải quyết nhanh chóng và không ảnh hưởng người đi đường xung quanh. Thôi, cái bảo hiểm mà xe máy đó, thì tôi nghĩ là mình không nên bắt buộc người dân nữa, mà nên để người dân là tự nguyện, muốn mua thì mua, còn họ không có nên bắt buộc người dân. Vì khi mà bảo hiểm mà tự nguyện là nó sẽ, người dân nó sẽ, họ đi mua sẽ ít hơn, là cái công ty bảo hiểm đó họ sẽ chi trả, họ sẽ quan tâm đến những cái người mua nó nhiều hơn. Theo luật sư Lê Ngô Hoài Phong, không chỉ Việt Nam mà các nước khác trên thế giới không xếp bảo hiểm dân sự đối với xe máy là bảo hiểm thương mại, mà coi đó là một chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo người bị nạn luôn nhận được quyền lợi bồi thường dù người gây ra tai nạn có điều kiện tài chính hay không. Tuy nhiên, tại Việt Nam, với phương tiện giao thông chủ yếu là xe máy, nhưng chính sách này sau 10 năm triển khai, tỷ lệ chi trả vẫn ở mức rất thấp. Đơn cử như năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy là 765 tỷ đồng, nhưng chi trả chỉ 45 tỷ đồng. Nguyên nhân là do thủ tục bồi thường phức tạp khiến mọi người thấy phiền hà rồi bỏ luôn, thậm chí không quan tâm tới bảo hiểm. Cái giá trị nó không nhiều. Đa phần là mức giá trị nó không nhiều, nhưng mà thủ tục thì nó quá phức tạp. Đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là phải có xác định yếu tố lỗi. Ai là người có lỗi trong cái vụ tai nạn giao thông thì không phải ai cũng xác định được. Cái vấn đề chứng minh thiệt hại không hề đơn giản. Mà khi làm việc với cơ quan bảo hiểm mà chỉ cần một trong số những cái giấy tờ không hợp pháp, không đủ điều kiện là xem như hồ sơ không được chấp nhận. Ngay cả khi thủ tục đòi bồi thường bảo hiểm được đơn giản hóa theo Nghị định 03/2021, thì theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam IAV, tỷ lệ bồi thường với bảo hiểm bắt buộc xe máy cũng chỉ ở mức 2% tính trong nửa đầu năm 2022. Hãy để cho tự nguyện, để cho cái bảo hiểm về tai nạn, về trách nhiệm dân sự đó, nó trở về với đúng bản chất của những người cần nó, tham gia với nó, hiểu được giá trị của nó. Như thế thì hay hơn. Theo luật sư Lê Ngô Hoài Phong, nếu coi là chính sách an sinh xã hội thì cơ quan soạn thảo dự án luật sửa đổi Bộ Tài chính cần phải có những điều chỉnh hợp lý. Nhà nước phải có những quy định để rằng những cái điều kiện về được bảo hiểm nó phải được đơn giản hơn. Hoặc rằng là khi có tình huống xảy ra, có liên hệ đến bảo hiểm thì liên hệ bằng cách phương tiện gì? Bắt buộc hay tự nguyện, cơ quan soạn thảo dự án luật sẽ cân nhắc những giá trị nhân văn và mục tiêu an sinh xã hội của chính sách này là không thể phủ nhận. Do đó, để người dân không còn tâm lý mua bảo hiểm đối phó mà coi đây là trợ lực tài chính cho những rủi ro khi tham gia giao thông, thì ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, luật cũng nên quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan và trên hết là vai trò giám sát việc thực thi chi trả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.